Chào các bạn. Bây giờ là 12 giờ 34 phút thứ ba ngày 27 tháng 9 năm 2022. Tức là ngày mùng 2 tháng 9 năm Nhâm Dần. Mình ăn cơm trưa xong rồi uống nước, mình nhìn cái vải này mình thấy thay đổi từng ngày các bạn ạ. Thay đổi một cách khủng khiếp luôn. Đấy, thay đổi một cách khủng khiếp luôn. Các bạn nhìn nhá, này, nhìn kỹ này. Từ hôm 17 mình quay cái vườn Thanh Hà, à vườn U Hồng, thì đây nó chỉ có vài cái lá loay thoay. Giờ hôm 20 mình mới phun nước sâu. Vậy từ 17 đến hôm nay là 27, 10 ngày. Từ một cây chưa có lọc, chỉ có vài cái ngọn loay thoay. Và được 7 ngày phun nước sâu. Nhưng bây giờ nó gần như lọc đã ban. Khủng khiếp chưa? Đấy, rất là khủng khiếp, các bạn nhìn ra là khủng khiếp chưa? Hôm đấy chỉ có một số lọc ban này, ví dụ như là một số lọc loay thoay như ngọn này. Loay thoay, mình phun nước sâu cái nó ra thêm. Ngọn này loay thoay. Đấy, vài lá thôi. Và ngọn trên này nó vài cái lá loay thoay. Chứ là ngọn trên này nhá. Nó ra vài cái ngọn loay thoay. Còn những cái lọc này hôm đấy chưa có dấu hiệu gì. Những cái lọc này hôm đấy chưa có dấu hiệu gì. Đấy. Đều chưa có dấu hiệu gì. Nhưng chỉ cần mình phun nước sâu 6-7 ngày nó ra như vậy. Mà cây vải này các bạn quá quen, mà thường mình hay quay những cái quay những cây ngay trước cửa bởi vì nó gần, mình đỡ phải đi. Mấy cây che nhà. Thì qua đây chúng ta thấy tác dụng của gọi là nước, chỉ nước thôi. Bởi khu này là khu mình tưới cây cảnh. Đúng là ngày xưa các cụ nói nhất nước nhì phân. Nếu chúng ta dùng cả nước cả phân nữa mà thuận lợi, chúng ta mà không liên quan đến tiền mà đầu tư thoải mái thì đúng là muốn lộc ra nào cũng được các bạn ạ. Thôi dừng video, mình sẽ quay một lượt thật chậm các bạn xem toàn bộ cái vải này nhá. Đúng như các cụ nói, nhất nước nhì phân các bạn ạ. Chỉ cần đủ phân thôi, à đủ nước thôi, cây mọc rất là khỏe. Thì qua đây chúng ta thấy, chúng ta có thể can thiệp cho cây ra lộc theo ý muốn. Các bạn quan sát từ xa, lộc cây này cực kỳ to, mỡ. Và cây này mình bỏ lộc nhá, bởi vì mình bấm tỉa thưa thoáng để lấy ngọn đi ghép cho những cây u hồng khác, cho nên cây thiếu lộc nó ra rất là nhanh. Và đến lộc 3 là mình để bỏ lộc, cho nên nó ra loay thoay, một số cành ra, một số cành không. Sau đó hôm 20 tháng 9 mình quyết định mình phun. Bởi riêng cây này nó ra sớm hơn, nhưng mình phun đồng loạt, chả nhẽ mình lại mắc cái bệnh đeo lưng phun cho một hai cây hoặc bỏ, cho nên mình phun cả. Thế bây giờ nó ra như này rồi, quá sớm. Lộc lá một lượt lộc dài 40-50 phân. Từ một cây trụi chuối bây giờ
ra lộc ba mình bỏ, đến lúc bây giờ mình làm đồng loạt thì bọn nó ra mơn mởn như này. Đúng là các cụ nói không sai, nhân đức nhị phân. Cảm ơn các bạn xem video nhá.